lời Chúa theo Thánh Luca, chương 6, câu 1 đến câu 5. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-xêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời, các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 2 tháng 8 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với một bác sĩ phó khoa sản của Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi đầu độc cháu nội mới 7 tháng tuổi bị bại não bẩm sinh. Nghề bác sĩ được mệnh danh lương y như từ mẫu, nhưng thay vì cứu người, bà lại có hành động tự cho mình quyền trên sự sống người khác, nhất là với suy nghĩ theo chủ thuyết ưu sinh. Qua đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu tố cáo việc người biệt phái quá cứng nhắc về luật Do Thái, đồng thời nhắc nhở việc cần phải sống thông điệp yêu thương. Người biệt phái, hay còn được gọi là Pha-ri-xêu, quá tự cao về việc được mệnh danh là người sống giữ luật tốt, xem mình là người tinh tuyền, để rồi loại trừ những gì họ xem là trái luật, không tinh sạch, kể cả hành động bứt bông lúa trổ đồng để ngậm cho đỡ đói cũng bị họ xăm soi phạm luật, vì cho rằng đang làm công việc nặng nhọc của nghề nông trong ngày Sa-bát. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu dẫn chứng trong Cựu Ước, mà người Pha-ri-xêu quá rõ, việc David vượt qua cơn đói thế nào. Đứng trước cơn đói lạ của David và các thuộc hạ, tư tế Akhimelech đã lấy bánh tiếng, loại bánh được làm từ bột, 12 ổ bánh tiếng được lọc đến 11 lần, đặt trên một cái khay bằng vàng ròng. Chỉ có các thầy tế lễ mới được ăn sau khi khay. Chỉ có các thầy tế lễ mới được ăn sau khi thay bánh mới, cho thấy sự thánh thiên của loại bánh đặt trước nhan Đức Chúa. Vị tư tế đã cho họ ăn thứ bánh tiếng thánh thiên ấy, dù biết rõ rằng họ không được phép. Điều này muốn nói lên rằng, mạng sống con người quý hơn những thứ khác gấp ngàn lần, và luật đặt ra là vì con người, phục vụ cho con người. Tính nhân đạo và nhân văn phải trên hết mọi luật lệ. Nhưng nhiều khi, người ta sống quá nệ luật. Đã có nhiều lúc xã hội xem nhẹ mạng sống, thậm chí sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác, kể cả một thai nhi, một người bệnh lâu năm, một người tật nguyền, chỉ vì một lợi ích mà người ta cho là lớn hơn. Không, luật trên hết là luật về sự sống, vì sự sống con người do Thiên Chúa ban cho. Sự sống thân xác cũng quan trọng không kém, vì thân xác trần thế này là nơi mà chúng ta xây dựng cho mình con đường lên trời để hưởng sự sống đời đời với nhân đức yêu thương. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra từng suy nghĩ,
lời nói và hành động của chúng con phải dẫn đến nhân đức yêu thương, vì Thiên Chúa là tình yêu. Xin giúp chúng con đừng bao giờ quên sót yêu thương bất cứ ai, do bởi mỗi người Chúa gửi đến đều là thông điệp yêu thương mà Chúa muốn chúng con sống. Amen.